Hello tất cả anh em, thì hôm nay thì em sẽ lên clip cho anh em nha. Thì cũng xin lỗi anh em, thì mấy hôm nay thì em có việc bận, anh em nhà em có việc á, nên em không có lên clip cho anh em được. Cho anh em thì hôm nay thì em sẽ lên bù cho anh em. Thì hôm nay thì em có tất cả chim gì thì em sẽ lên cho anh em đó. Nói chung thì cũng có ít chim đây nè đó, thì bắt đầu thì em sẽ lên cho anh em cắm cứng nha, than cắm cứng. Thì ở đây thì em có bốn con than cắm cứng nha anh em đó, bốn con than cắm cứng thì em bán đồng giá cho anh em nha, là 350, 350 một con nha anh em, than cắm cứng 350 đó. Thì bây giờ em sẽ quay từng con để cho anh em dễ lựa nha anh em. Rồi em lên con đầu tiên nha anh em, con lồng số 1. Thì tất cả mẫu hôm nay em lên đều là mẫu hót, cao cầu, dài đòn đó, bộ trung thôi nha anh em, không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng mà được cái thì cao cầu anh em, cao cầu dài đòn, nếu mà anh em chưa hót thì ok đó. Rồi con lồng số 1 nha anh em, giá là 350 con lồng số 1. Con này thì rất là cao cầu anh em, dài đòn nè, ôm lông nè anh em đó, tướng tá rất là đẹp đó. Giá 350 luôn nha anh em. Đây lồng số 1 nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng tiếp theo, đây là lồng số 2. Đây. Con này thì tướng rất là ok, nếu mà anh em nuôi mà nghe hót ở nhà là chơi là ok nha. Cao cầu nè, dài đòn nè, đuôi rất là xuyên đánh anh em thấy không. Con này nói chung con số 1, con số 2 thì hai con thì rất là cao cầu anh em, cao cầu mà dài đòn nữa đó. Giá cũng vẫn là 350 luôn nha anh em đó, lồng số 2 nha. Thì tất cả là than cắm cứng hết rồi nha anh em. Thì ở đây thì em vừa tập cắm bột, cắm cứng và cắm bột, em đang tập song song với cắm hạt đó. Nếu mà về anh em nào mà thích cắm hạt á thì anh em tập qua cắm hạt, thì từ cắm bột mà chuyển qua cắm hạt thì nó rất là dễ anh em đó. Còn ở đây thì em nuôi thì em thích cho ăn cắm bột nên em tập cắm bột. Rồi lồng số 2 nha anh em, giá vẫn là 350 luôn nha. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 3. Đây, con lồng số 3 anh em, con này tướng tá rất là đẹp, con này là nó khè nãy giờ nè anh em, con này thì đuôi cũng rất là xuyên đánh anh em đó, nó khè nãy giờ nhưng mà em chưa có quay, em quay không có kịp lúc mà nó khè anh em. Con này thì nó khè quýt chẹp rất là nhiều, lồng số 3 nha đó, giá là 350 luôn nha anh em. Rồi em lên tiếp cho anh em lồng số 4. Đây con này thì cao cầu dài đòn, ở đuôi cũng rất là xuyên đánh anh em, tướng tá cũng rất là đẹp, giá cũng vẫn là 350 luôn nha anh em. Thì tất cả than này em lên đây thì đó anh em nghe con số 3 kèo, đó rồi. Thì tất cả than này thì đều cắm cứng, cắm bột hết nha anh em. Đồng giá 350, tật lỗi móng bộ là không có gì hết. Em bao tật lỗi, em bao móng bộ là đầy đủ cho anh em hết luôn nha. Đó thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em gọi cho em nha. Rồi ok, thì để tiếp tục thì em lên một ít trà màu trà mi cho anh em nữa nha. À quên anh em nữa, quên anh em. Thì em lên tiếp cho anh em con than mái nha. Đó thì con này thì chim con nuôi lên, chim con nuôi lên nha anh em, thì được một mùa hơn rồi đó. Thì con này thì chim con nuôi lên kích trống rất là hay nha anh em đó. Con này thì nó hót rất là nhiều, hót y chang như con than trống luôn nha anh em đó, anh em thấy không, đuôi là đánh cánh là sệ đó, đuôi là đánh giật xòe anh em đó, anh em thấy không, tướng tá thì cũng rất là ok. Con này thì chim con nuôi lên nha anh em, chim con nuôi lên, con này thì hót rất là nhiều anh em, nó hót rất là nhiều luôn á, nó hót y chang như con trống luôn đó. Rồi thì con này em bán cho anh em á là 1 triệu nha anh em, 1 triệu nha. Đây anh em thấy không, rồi than mái con nha anh em, than mái con nuôi lên giá là 1 triệu nha anh em. Rồi, con số 3 này, thấy con số 3 không? Rồi thì anh em xem anh em thích anh em gọi cho em nha.
em sẽ lên tiếp cho anh em mấy con trà màu trà mi nha anh em. Trà màu trà mi cho anh em. Thì trà màu trà mi thì em bán là em sẽ bao giọng cho anh em, bao chuẩn vùng trà mi cho anh em, bao sổ giọng trà mi cho anh em luôn. 6-7-8 bao là tật lỗi, bao trống trọn đời cho anh em đầy đủ hết nha anh em. Đó, thì ở đây thì hôm nay thì em còn 3 con anh em. Thì nói chung thì 3 con em nay em lên thì em bao cho anh em. Mấy con này giọng rất là hay anh em. Đó, đây thì cái con lồng số 1 anh em. Con lồng số 1 thì em treo đang sát cái lồng AV à. Đó, nhốt mấy con bỏi này nè. Đó, thì con này thì chơi rất là đẹp, tướng rất là đẹp anh em. Đó, giọng nó thì bao cho anh em là 6-7-8 trở lên luôn anh em, không cần 6-7-8 nữa anh em. Đó, rất là sung chim. Rồi, lồng số 1 nha anh em. Thì em bán là 1 triệu nha anh em. Đồng giá cho anh em hết 3 con hôm nay, em lên là 1 triệu nha anh em. Đó, anh em nghe con số 1 sổ rồi. Giọng cực kỳ hay nha anh em. Lồng số 1 nha. Đó, con này thì nó rất là hăng chim. Đó, anh em nghe không? Chơi nè. Con này mà về anh em ôm một mùa lông qua mùa sau chơi là bao cho anh em hay luôn nha. Đó, đây là lồng số 1 nha anh em. Rồi, lồng số 1 nha anh em, thì em bán đồng giá nha, 1 triệu nha anh em. Rồi, thì em sẽ lên tiếp cho anh em con lồng số 2 nha. Đây. Lồng số 2 dưới đây. Đây. Thì con này cũng rất là ok. Thì tất cả chim em bán cho anh em á là em đã test hết rồi thì em mới dám bao nha anh em. Chứ không phải mà tự nhiên em đăng lên rồi em băng tù mù rồi em bao cho anh em đâu. Đó, em bao, em test nó giọng nó như nào là em bao hết rồi. Đó. Chứ không phải mà tự nhiên em đăng xong rồi em bao. Nếu mà em bao bình thường thôi, còn này em bao cho anh em là bao hết. Nếu mà không đúng giống như trên clip em nói, không đúng giống như lời của em nói thì anh em cứ hoàn trả lại cho em. Em sẽ gửi đủ tiền cho anh em luôn. Đó, kể cả tiền ship luôn nha anh em. Đó. Trời lớn với anh em vậy luôn á. Rồi, lọc số 2 nha anh em. Thì con này thì dài đòn anh em, dài đòn nè, thái độ cũng rất là dữ. Con này thì chơi nếu mà anh em mà về mà đi ôm lại mất một mùa lông á, qua mùa sau á, bảo đảm với anh em là rất là hay. Nói chung ba con hôm nay em lên là bao anh em hay, rất là hay nha anh em. Đây là lồng số 2 nha, giá vẫn là 1 triệu luôn nha anh em. Đó, thì để giờ em đổi cái vị trí lồng đi, em đổi nó, em treo sát với cái lồng AV bổi rồi cho anh em xem, cho nó chơi cho anh em xem nha. Đây anh em, thì em cũng mới vừa đổi lồng cho nó anh em. Đó, em đổi để em mang sát vô trong cái AV anh em, cho nó chơi, cho nó kè với mang bỏ cho nó chơi, cho anh em xem thái độ với cái giọng quý của nó luôn nha anh em. Đó. Thì còn cái để lát thì em sẽ quay sát lại gần hết luôn. Đó, em quay một lượt, quay sát lại gần hết ba con cho anh em luôn. Để anh em coi cái mồng với cái yếm của nó, nếu mà đúng ý của anh em thì anh em cứ gọi cho em nha. Đây là con lồng số 2 nha anh em, lồng số 2 nha. Con này thì chơi nói chung thì chơi rất là đẹp, sàn cầu cũng rất là đẹp. Đó, chạy đều hết bốn mặt rất là đẹp anh em. Đó, thì em đã test hết rồi. Đó, nên anh em yên tâm nha. Rồi lồng số 2 nha anh em. Giá là 1 triệu luôn nha anh em, 1 triệu luôn nha. Đó, bao trống trọn đời, bao chuẩn vùng trà mi, bao sổ giọng là 6-7-8 cho anh em luôn. Con này thì nó tỉnh hơn cái con số 1 anh em. Con số 1 thì rất là hung chim, còn con này thì nó điềm tĩnh nhưng mà thái độ chơi của nó là cực kỳ tốt. Đó, lồng số 2 nha, giá là 1 triệu nha anh em. Rồi, ok, thì để em lên tiếp cho anh em một con nữa, con lồng số 3. Con lồng số 3 thì con này còn dữ hơn hai con kia nữa. Anh em thấy là chảy nước miếng luôn nha anh em. Rồi, đợi em lên con số 3 nha. Rồi, em lên tiếp cho anh em con lồng số 3 nha anh em. Thì con này thì anh em nhìn cái mồng của nó là anh em chảy nước miếng liền. Mồng lân nha anh em, trà màu trà mi nha. Con này cũng là màu mi luôn nha anh em. Thì con là số 3 nha. Đó, thì con này em vẫn bán như bình thường, bao trống trọn đời, bao chuẩn vùng trà mi, bao sổ giọng là 6-7-8 cho anh em.
giá 78 trở lên cho anh em nha. Đó thì con này mỏng lăn, hỏi con này thì chơi cũng rất là ok, thái độ là cực kỳ tốt anh em, giọng cũng rất là hay. Đó thì con này thì chơi, nói chung ba con này em lên thì không có con nào mà dở hết anh em. Đó thì để lát em quay sát lại gần ba con cho anh em để anh em xem cái mồng dưới kia một lần nữa. Đó thì cái con số 3 anh em đây nè, anh nhìn từ xa thì anh em cũng thấy đúng không, mồng lăn của nó này anh em. Đó tướng tá thì cũng rất là đẹp anh em, chơi thái độ là ok, okay. Chạy đều hết bốn mà. Đó thì con này em vẫn bán giá như bình thường, đồng giá hết cho anh em luôn là 1.000.000 một con nha anh em, chứ em không có lọc là lân hay là lân tê hay là như thế nào thì bán giá cao hơn nha. Đó thì em bán là em bán đồng giá hết 1.000.000 một con cho anh em luôn. Thì tất cả thì thang này, với tất cả thì gì Cà Mau này ăn cám hết rồi nha anh em. Đó ở đây thì em đang cho ăn cám bình thường thôi, đó cám loại rẻ tiền thôi chứ cũng không có cám mà cám kích hay là cám gì hết, nên là anh em về á, anh em cứ cho ăn cám chuyên dụng của nó là ok. Tại đây em chăm số lượng nhiều nên em không thể nào mà em cho ăn cám xịn được anh em. Đó rồi ok, con làm số 3 nha anh em. Đó con này là lân nha, đó giá 1.000.000 rồi. Thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Thì bây giờ thì em sẽ quay sát lại gần từng con để cho anh em xem cái mồng đi kiếm của nó nha. Đây đây là con lồng số 1 nha anh em này. Đó cho anh em xem mặt mũi với lại yếm của nó. Đó. Con này thì lồng đuôi nó thiếu, nói chung chim bổi anh em, lồng nó chim bổi với lại mùa này mùa lạnh đó anh em, lồng nó rất là yếu nên chuyện thiếu lồng là chuyện bình thường thôi nha anh em. Đó còn trong quá trình vận chuyển thì nó cũng có rớt một vài lông á, nếu mà anh em nào mà nhận chim mà nó có rớt thì anh em cái chuyện nó bình thường nha anh em. Rồi đây là con số 1 nha. Rồi đây là con số 2 anh em. Đó cho anh em xem móng bộ, móng bộ của nó với lại yếm mồng của nó luôn nha. Đó rồi đây là con siêu phẩm số 3 anh em. Ok, con số 3 nha anh em. Thì đây có 3 con rồi. Anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi tiếp tục thì em lên chim khác cho anh em nha. Rồi ok anh em, thì tiếp tục thì em sẽ lên một con quả tiễn cho anh em nha. Thì con này thì chim chiền nuôi lên. Con này thì ăn cám rồi, hót rồi anh em, hót rất là nhiều rồi nha anh em. Đó, con này thì móng bộ là đầy đủ hết, không tật lỗi gì hết nha anh em. Đó. Nó rất là nhiều anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 250.000 nha anh em. 250.000 quả tiễn giống nha. Chim chiền nuôi lên, nó hét rất là nhiều anh em. Đó, giá là 250.000. Thì quả tiễn thì nó nuôi thì giống như cũng giống như thanh tước anh em. Cho ăn trái cây rồi cám rồi sâu dế, nói chung cái dòng này nó cũng dễ ăn, nó cũng khỏe lắm anh em. Đó. Rồi ok, thì con này em bán cho anh em là 250.000. Thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi cho em. Thì hôm nay em cũng có ít chim hơn anh em. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Thì xin cảm ơn anh em và xin chào anh em. Đó, xin cảm ơn anh em nha.